Chào anh em, hôm nay thì mình mang đến cho anh em cái mẫu áo đấu của câu lạc bộ bóng đá Phan Quảng Ninh được tài trợ bởi Zoma. Thì cái mẫu áo này là có một cái khá đặc biệt là sẽ có một cái patch của AFC Cup được ghép trên tay áo. Thì đầu tiên thì mình sẽ nói nhanh về cái mẫu áo của Phan Quảng Ninh năm nay. Không phải năm nay mà năm này sử dụng. Nó cũng đơn giản, hầu như là được sử dụng trên một cái nền, một cái sản phẩm teamwear. Thì thật ra thì vài năm trước thì họ cũng không có thiết kế gì đặc biệt hết, mà họ sử dụng cái logo theo thôi. Thì năm nay cũng bỏ luôn, không có theo. Logo thì khá là lạ, là bé tí tì. Chắc cái này nó nhỏ cỡ 4-5cm thôi. Để cái viết vào mấy bạn thấy rất là nhỏ xíu luôn á. Có vẻ nhìn nó không, nó hơi kỳ kỳ. Đây con chuột. Thì thứ hai thì đây là logo Zoma. Ở đây thì theo vẫn có hãng Vinacoming là tài trợ cho câu lạc bộ. Trên tay thì ở đây là cách đã đặt bên mình ướm cái pass AFC Cup vào. Đẹp. Bên hông áo thì ở đây là có một cái miếng thun để co giãn. Thì thật ra thì bản chất thì cái miếng thun này nó cũng không có giá trị nhiều. Lý do là thông thường bên hông người ta phải làm những cái giải thoát nhiệt, thoát khí cho cầu thủ thì đúng hơn, ra độ co giãn cũng không cao. Đây, tí xíu. Mẫu áo này thì khách bên mình đặt là đã được in tên cầu thủ rồi. Thì đây cũng là cái phong số chữ than Quảng Ninh. Cái này là in thêm hết nha bạn, chứ trên áo này nó trơn, nó không có hết. Thậm chí cái chữ này cũng là in tiêu quyền. Tay áo thì thun bo. Loại vải này thì chút xíu nữa mình sẽ đánh giá. Về cơ bản thì dày, dày hơn cái mùa trước. Cá nhân mình thì thấy có vẻ nó hơi nóng. Trong áo thì cơ bản cũng đơn giản, không có gì hết. Sau lưng cũng vậy. Trên tay là áo này size M. Đây là mình mở cái tab. Tab áo thì sản phẩm này được sản xuất tại Made in China, Trung Quốc. Mình sẽ có một cái mẫu áo khá là tương đồng của Zoma. Họ làm cho đội tuyển Romania. Thì luôn tiện để cho anh em xem luôn. Đây. Chất liệu thì cơ bản cũng hao hao nhau. Đối với mẫu của Zoma mà sản xuất cho các đội lớn lớn hiện giờ thì họ sử dụng cái công nghệ là cao su rồi. Này vẫn là thêu cao su. Logo của đây để cho các bạn thấy một cái sự chênh lệch khá là lớn của kích thước của hai cái logo. Khá lạ luôn ha. Chênh lệch quá lớn. Đúng ra cái này nó phải to ra tí xíu nữa mới đẹp. Này nhỏ quá. Nhìn giống như mấy đội Futsal á, hoặc là đội bóng dành cho em bé. Nó không có cân xứng với cái áo. Có lẽ đẹp cái lỗi. Lỗi in áo luôn. Đây mình để hai áo cho anh em tham khảo. Chất liệu vải thì cũng mau hao nhau thôi. Đây là có chữ Lutamin Reumna gì đó, chữ Rumani. Đây thì áo này áo phôi nên không có. Phía sau lưng áo là có chữ Thanh Văn Ninh. Đây thì có cái logo của cách điệu của liên đoàn đó, Rumani. Đẹp. Đúng ra Thanh Văn Ninh mà thiết kế được cái mẫu như vậy thì nó sẽ đẹp hơn. Hay là chữ để với chữ TVN thì hơi đơn điệu. Về tổng thể áo Rumani á, thì mình nhìn tổng thể luôn. Trên nền áo người ta ép chìm cái hoa văn hình bốn cái năm cái huy hiệu của Rumani. Ở đây là có con trâu nè, con sư tử nè, con cá nè, đại bàng. Thì đây họ ép chìm lên đây luôn. Mình nhìn để thấy ha. Ở đây có cái tắc này đi theo áo. Về trong áo thì giống nhau thôi, không có khác gì hết.
bên đây, cái mà mình muốn nói là cái dễ thoát nhiệt đây. Với áo của Romani á, thì họ dùng lưới để thoát nhiệt ha, có bo, cái đường bo này nó làm xéo để giống như bóp cái gấu áo lại, form thì nó mới lên đẹp được. Thì họ có một cái giắc ngang đây để giữ cho cái thay cái loại vải lại ha. Đó. Thì chỗ này chính là chỗ mà thoát nhiệt nè. Đó. Như vậy thì nó mới thoải mái trong nam, hoặc là những cái chỗ mà nhiệt độ nóng á, thì theo bản năng khỏi đá luôn, tại vì nóng không thoát nhiệt ha.